Xin chào bạn nha, chào mừng bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục vào solo anh em ơi. Và mình cầm vị tướng Airi nha em ạ. Mình solo dưới Masa nha em. Masa thì hiện tại ở mấy chỗ thử nghiệm đang được tăng sức mạnh anh em ơi. Đó, thì chắc có thể là bạn này vào trải nghiệm lại vị tướng này sao anh em ạ. Đầu game này quấn luôn anh em ạ. Masa nó yếu, mình cũng đánh Masa nhiều mình cũng biết. Một đứa một yếm thử, yếm thử. Em à không về hả, rồi xong xong còn một phá mà anh em có gì đâu không dám xài đúng không, thật tuyệt vời quá đi. Rồi mình sẽ đánh cho Masa thọc lính nha nè, còn con này còn thì cũng ngon. Mình sẽ lên cái gươm Ugel nha, mình sẽ lướt lên có ghế nè, lướt lên có ghế. À nó cũng có chiêu cuối luôn rồi nè, ulti được 1 triệu, 2 triệu. À nó ulti rồi, nó ulti. Ấy, nó lại ăn cục máu rồi nè. Nhịn nó đi em, máu nó nhiều hơn nhịn. Nhịn nè, một lướt như nè. Dạ, ôi hơi lắc anh em nhờ. Này chạy nha. Mà sao cũng nói chung là khấu nghĩ cũng khó chịu lắm nha nè. Mà mình đánh mình cũng biết. À, về luôn anh em ạ. Còn như đây là không thể nào quằn quại lại được con Maza rồi. Về thôi. Chuẩn bị có chiêu cuối anh em, đánh luôn anh em ạ. Có chiêu cuối ulti luôn. Ulti à, nó lại. Dạ. Một hai chém thử, chém thử, chém thử. Để nên chạy đi mà nó hồi chút xíu là đầy máu đi mà có càng nhiều lính nó hồi càng nhiều. Đây đây là đau vậy. Rồi lên được Ugeo này mà thì đánh sòng phẳng với nó luôn cũng được nữa. Một hai chém. À mà sao lại không mạnh, ê tốc biến năng luôn đi mà. Ê ghê ghê ghê, đầu tư cả tốc biến ra cục máu đi mà. Ghê quá. Thôi về đi mà. Lên cái đầu nha em. Nhờ nó vô phá trụ rồi nè. Tốc biến nó xong lại nó phá trụ rồi. Đâu có dễ phá trụ anh được. Chuẩn bị cổ anh thầy. Ulti, ulti. À còn biết mất chạy u hồi nhiều dữ nhờ, chiếm được, chiếm được bọc phá. Hai không <rồi. cười> cầm bọc phá nó lợi như vậy đó nè, mà đứng đây dẹt lính trước nữa cho nó, còn mà xa nó thọc lính nữa nè, thọc con xe là thấy con bộn rồi đó. Mình lại nó ra cái rồi mình sẽ cấu ghĩa nó không chúng. Cành quá trời cành mà vậy không chịu chiếm được, chiếm được lướt này. Mình chuẩn bị có anti rồi đó, lụm nó luôn cũng được này, chuẩn bị lướt này, lướt này đó, ăn cục áo trước nó là một chiếm, hai chiếm, ba chiếm này, nó xài chiếc búi chạy mà mình cũng né và khoảng cách nó chút xíu được. Xong rồi mình vẫn cứ đánh nó, đánh thường nó luôn, đánh được, đánh được, đánh được. Ui dạ, không trúng anh em, mắc là tại gươm Ugeo rồi. Em ôi không được luôn rồi em ạ. Hồi máu cái nữa là nhiều lắm. Không được, không được. Không được. Nhảy vừa cấu máu nó cũng sử dụng chiêu 2 nó cũng cấu rồi mà. Chuẩn bị của anh thì một hai chém, ulti một chém hai chém, không được không được, hết kìa, chút xíu nữa để mà chủ dí theo được kìa, nó còn chủ dí theo được, những gì được để mà gọi nó phá trụ rồi thì mà trình thủ lên cho được luôn, nó vô đánh trụ rồi, mà. Một chém, nó còn chưa cuối rồi, giờ này chưa cuối nó hồi nhanh lắm, mình chỉ đợi ulti thôi. Thục rồi, phải trúng cái lướt lên nè.
Sudo thắng mặt. Nó núp trong bụi à, thấy này một hai chứ. Ulti à, nó cũng ulti luôn rồi. Ulti mình hồi là hồi lâu hơn nó nha. Một kiếm nè. À, cục máu nữa rồi lại mất nội tài gươm Uriel rồi nè mà. Dữ thì chưa. Về luôn em ơi. Lên quy chương choi nha. Lên quy chương choi để bớt cái khả năng cấu ghĩa của nó là. Núp bụi nha. Mình có anti gì đâu sợ anh em. Vô quýnh luôn. Một chứ. Hai chứ. Chiêu một chút. Ulti. À mày. Này. Này thì đứng lại. Chịu đấm. Sao một. À rồi đã thấy mình đã tính mình đang cục màu nè. Siêu việt đi. 3-0 rồi win luôn đi. Tầm này win được rồi đúng không? Ok cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nhớ thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ nha em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở video tiếp theo hay buổi livestream tiếp theo nha em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ơi. Bye bye.